Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được mấy chiếc Omega. Và đầu tiên thì mình sẽ gửi đến anh chị em một mẫu Omega khá là hay ho. Đó là một chiếc Omega thuộc dòng Planet Ocean. Chiếc Omega thuộc dòng Planet Ocean này thì là một chiếc rất là đẹp với cái size cũng như là kim cương của nó. Chiếc này thì sẽ có đính kim cương các bạn nhé. Mình sẽ cùng bỏ ra cho anh em xem. Ở đây thì mình sẽ có đó là thẻ International Warranty. Thì với thẻ này thì anh em khi mua thì bên mình sẽ vào ngày cho anh em. Đó, mã của chiếc này là 23218 38200101. Chiếc này có size là size 38mm anh em nhé. Đó, và khi anh em mua thì bên mình sẽ vào ngày cho anh em. Thẻ pictogram thì chiếc này sử dụng bộ máy đó là 8520. Bộ máy 8520 và sẽ có 4 năm bảo hành toàn cầu. Đó. Ngoài ra thì chiếc này thì nó sẽ có kim cương, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm cái thẻ Precious Stone Certificate. Đó, và tổng lượng kim cương ở trên chiếc đồng hồ này là 1,55 carat. Ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy ghi rõ là ở benzen thì sẽ có 42 viên kim cương. Đó, và tổng trọng lượng là 1,55 carat. Đó, và các bạn có thể thấy ngay rõ ràng. Mình sẽ cùng mở ra và trên tay cho anh em. Chiếc này là chiếc size 38 và cũng là một chiếc Planet Ocean có size nhỏ nhất ở trong dòng. Thì ở trong dòng của Omega thì chiếc này thì gọi là Lady Watch, tức là chiếc đồng hồ dành cho chị em. Thì anh em xem chiếc này, nếu mà anh em nào tay nhỏ thì mình nghĩ vẫn đeo được chiếc này. Đó. Đây là một chiếc đồng hồ được làm bằng thép không gỉ và nó được hoàn thiện rất là tốt. Đó. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với size là 38mm, khá là nhỏ nhắn với tay của mình. Chiếc này thì sẽ có cái mặt dial được làm bằng, như các bạn thấy ở đây, mặt dial của chúng ta thì được làm giống như là ceramic đen vậy. Thì với những cái dòng mà Omega Diver thì thường là mặt dial nó sẽ được làm ceramic luôn, ZR02. Mặt của chiếc này cũng được làm như vậy, chất liệu như vậy với cái màu đen tuyền rất là đẹp, đen bóng. Chúng ta sẽ có logo Omega Seamaster Professional ở góc 12 giờ. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch ngày. Còn dưới góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy dòng chữ là Coaxial Chronometer. Và độ chống nước của chiếc này cũng là 600m, tương đương 2000 feet. Chúng ta sẽ có một cái viền benzen rất là lớn ở phía ngoài. Đây là một cái viền benzen mà tính giờ lặn. Và trên viền benzen này thì được đính 42 viên kim cương chính hãng như các bạn thấy ở trong cái thẻ. Đó, viền kim cương. Đó, rất là đẹp. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính, núm này là núm skill down. Và phía bên trái thì chúng ta sẽ có van xả khí helium với cái biểu tượng là HE ở đây. Toàn bộ phần thân hai bên thì vẫn là kết cấu đặc trưng của dòng Planet Ocean. Và ở đáy sau thì các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ có bộ máy, đó là bộ máy 8520. Bộ máy 8520 này thì được design base trên dòng 8500 nổi tiếng. Và nó chỉ khác biệt một chút so với dòng kia thôi. Ví dụ như là làm các bộ phận bé hơn để vừa vào cái thân case này. Đó, các bạn có thể thấy là bộ máy này thì của chúng ta thì có 28 chân kính các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có khoảng 50 giờ tích cót, cùng với đó là 25.200 tần số động. Ở đáy đằng sau thì các bạn sẽ thấy những thông số như là Planet Ocean này, Professional này, độ chống nước 600 này. Ở đây chúng ta có silicone SC14 là để nói là cái balance wheel của chúng ta ở đây. Đó, và phía bên này là cái số serial number của sản phẩm. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một sợi dây da cá sấu. Đây là sợi dây da cá sấu alligator và một cái khóa gập. Khóa gập này cũng được thiết kế bởi Omega với cái chất liệu đó là thép và sau đó được làm phay xước. Đó. Chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em nào tay nhỏ, loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 14.5 đến 15cm thì đeo chiếc này thì sẽ là ok. Còn mình nghĩ là với anh em tay lớn hơn thì đeo chiếc này thì dây nó sẽ hơi nhỏ một chút. Chiếc đồng hồ này thì chị em đeo được hoàn toàn thoải mái, vì hiện tại là chị em cũng rất là nhiều chị em thích những đeo những chiếc đồng hồ mà có size lớn. Đó. Chiếc này thì có giá hãng khá là cao do nó sử dụng cái diamond, chất liệu diamond. Nó có viền benzen 42 viên diamond và cái mức giá của hãng của chiếc này nó lên đến là khoảng 372 triệu, tương đương khoảng 16.200 đô. Mức giá rất khá là cao. Tuy nhiên thì bên mình có mua được một chiếc này với chế độ bảo hành toàn cầu 4 năm như anh em thấy. Và mức giá cực kỳ hợp lý để anh em chơi, đó là 139 triệu.
Anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Planet Ocean size 38 mà có niềng benzen đính kim cương này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.